Trung tâm giữ trẻ Tribe Child Care chuyên giữ trẻ từ 6 tháng đến 5 tuổi. Sau gần 20 năm hoạt động, Tribe Child Care đã có 3 cơ sở tại Kalibel, Fairfield và Kapramata với hơn hàng chục ngàn học sinh theo học, là nơi mà hầu hết phụ huynh đều tin tưởng để gửi con em đến trường. Ngoài ra, tại Tribe Child Care còn có một đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm và vô cùng kiên nhẫn trong việc chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ cho tất cả học sinh của trường. Tribe Child Care tự hào là trung tâm giữ trẻ đẳng cấp và toàn diện trong cộng đồng người Việt tại Sydney. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc giám đốc điều hành anh Dinh Trang qua số điện thoại 0422 400 888. Sau hơn 40 năm cộng đồng người Việt định cư tại Úc, lần đầu tiên sản phẩm nước mắm made in Australia có tên gọi là Oat Fish Sauce được làm từ 100% cá tươi tại Úc và tất nhiên là đã được Bộ An toàn Thực phẩm New South Wales chuẩn nhận. Một sản phẩm không thể thiếu tại mỗi bữa cơm của các gia đình người Việt. Mọi chi tiết để đặt mua xin vui lòng liên lạc 02-8102-7678 hoặc 0412-437-345 hoặc đến thẳng địa chỉ số 1/88 Civil Street, Fairfield East, New South Wales 2165. Oat Fish Sauce, niềm tự hào của cộng đồng người Việt tại Úc. Lily và Kim Hoàng, rất hân hạnh được trở lại với tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình Điểm báo thế giới của Vietplay TV trong buổi tối ngày hôm nay, thứ tư 10 tháng 5 năm 2023. Vâng, thưa quý vị và các bạn, như hôm qua chúng tôi cũng đã loan tin về mối quan hệ bang giao giữa Trung Quốc và Canada đột nhiên trở nên căng thẳng khi mà hôm 8 tháng 5 phía Canada đã trục xuất một nhà ngoại giao của Trung Quốc ở Toronto. Thì ngay lập tức phía Trung Quốc cũng đã có những cái hành động đáp trả tương tự. Theo đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngay ngày hôm sau là ngày 9 tháng 5 cũng đã thông báo một quan chức lãnh sự Canada ở Thượng Hải là nhân vật không được hoan nghênh và cũng yêu cầu rời Trung Quốc trước ngày 13 tháng 5. Cùng với việc trục xuất một nhà ngoại giao Canada thì phía Trung Quốc cũng lên án mạnh mẽ và kiên quyết phản đối việc làm từ phía Canada, đồng thời cũng cảnh báo là có thể còn thực hiện thêm một số biện pháp nữa. Nhà ngoại giao Trung Quốc mà bị trục xuất khỏi Canada thì là do bị cáo buộc là đe dọa một nghị sĩ của nước này. Còn nhà ngoại giao ở Canada mà bị Trung Quốc trục xuất thì phía Trung Quốc không hề nói lý do là gì. Trong khi đó thì tại Canada, Thủ tướng Justin Trudeau cũng đã xác nhận là nước này sẽ không bị Trung Quốc hăm dọa. Mặc dù ông Justin Trudeau cũng nói rõ đây rõ ràng là một cái việc mà chính quyền Bắc Kinh đang trả đũa chính quyền Canada. Tuy nhiên, Canada sẽ không bị hăm dọa và sẽ tiếp tục làm mọi thứ cần thiết để bảo vệ cho người Canada khỏi sự can thiệp của Bắc Kinh. Và đó là những cái căng thẳng gia tăng mới nhất giữa Canada và Trung Quốc trong những ngày gần đây. Trong khi trong cuộc chiến tại Ukraine, Washington cũng vừa loan báo là sẽ viện trợ an ninh dài hạn cho Ukraine trị giá 1 tỷ 200 triệu đô la. Và với khoản viện trợ mới nhất này, chính quyền Washington cũng đã cung cấp cho Ukraine gần 37 tỷ đô la kể từ sau ngày 24 tây tháng 2, 2022, là thời điểm mà Ukraine đã bị Liên bang Nga xâm tấn công cho đến thời điểm này. Và mục đích khoản viện trợ trị giá 1 tỷ 200 triệu đô la từ chính quyền của Tổng thống Joe Biden là để tăng cường hơn nữa khả năng phòng không khi mà Liên bang Nga vẫn tiếp tục tấn công Ukraine bằng máy bay không người lái cũng như bằng các loại rocket và phi đạn đất đối không. Số tiền này cũng được chi trong những tháng sắp tới hoặc thậm chí là sẽ được chi trong nhiều năm tới để đảm bảo về nhu cầu an ninh trong cuộc chiến dài hạn này của Ukraine. Vâng, tại Mỹ thì thưa quý vị và các bạn, trong năm vừa qua, do chính quyền Mỹ cũng đã thay đổi nhiều những quy định và tăng cường giám sát chặt chẽ hơn đối với các sàn giao dịch tiền điện tử. Mà do vậy mà một số công ty hoạt động trong cái ngành công nghiệp này ở Mỹ cũng đã rơi vào cái tình trạng là bị cáo buộc vi phạm, phải nộp phạt, dẫn đến phá sản hoặc là buộc phải bán lại. Và mới nhất là ngày 8 tháng 5 vừa qua thì cái sàn giao dịch tiền điện tử mang tên là Bitstex cũng đã bị phá sản 3 tuần sau khi mà bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ là cũng cáo buộc là điều hành một cái sàn giao dịch chứng khoán là chưa đăng ký. Và theo đơn xin phá sản thì công ty Bitstex thông báo là tài sản và nợ phải trả của công ty cũng đều nằm trong khoảng từ 500 triệu đến 1 tỷ đô la Mỹ.
3 tuần trước thì vào ngày 17 tháng 4 thì Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ đã khởi kiện Bistech ra tòa án vì công ty này điều hành một cái sàn giao dịch chứng khoán hay là có nhà môi giới và cơ quan thanh toán bù trừ quốc gia mà hoàn toàn chưa đăng ký. Trong khi đó thì công ty Bistech thì cũng đã bác bỏ những cái cáo buộc của ủy ban này và đều khẳng định rằng là tài sản tiền điện tử trên nền tảng của công ty không phải là chứng khoán hoặc là hợp đồng đầu tư. Và trước khi vướng vào vụ kiện của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ thì Bistech cũng đã bị Bộ Tài chính Mỹ tuyết còi vì vi phạm lệnh trừng phạt mà Mỹ áp đặt đối với một số quốc gia cũng như luật chống rửa tiền. Đồng thời công ty này thì cũng đã đồng ý là sẽ trả 29 triệu đô la Mỹ tiền phạt mà Bộ Tài chính Mỹ đưa ra. Trong khi đó thì tại New York, người dân hôm nay đã rất là sửng sốt khi mà một tòa án ở New York đã xác định là cựu Tổng thống Donald Trump đã phạm tội lạm dụng tình dục cũng như phỉ báng một nữ nhà báo và đã yêu cầu ông Donald Trump phải bồi thường 5 triệu đô la cho người phụ nữ này. Nguyên đơn đó là bà Carol, năm nay 79 tuổi. Bà đã đâm đơn kiện cựu Tổng thống Donald Trump vào tháng 10 năm 2022. Trong đó bà đã cáo buộc là cựu Tổng thống Trump đã cưỡng hiếp bà trong phòng thay đồ vào năm 95 và năm 96. Tuy nhiên, trong cái phiên tòa xét xử ngày hôm qua, thì mặc dù thẩm phán cho rằng không có một cái bằng chứng nào chứng minh là ông Donald Trump đã cưỡng hiếp nữ nhà báo này, tuy nhiên thẩm phán cũng đã tin là ông Donald Trump cần phải gánh chịu trách nhiệm về những hành động gọi là lạm dụng tình dục và nghiêm trọng hơn nữa đó là hành động phỉ báng đối với nữ nhà báo này và thời điểm xảy ra cũng đã gần 30 năm về trước. Tất nhiên là về phía ông Trump, ông đã phản bác tất cả những cáo buộc và ông cho rằng ông không hề quen biết bà Carol. Luật sư của ông Trump cũng cho biết là họ sẽ có đơn kháng cáo. Tuy nhiên, với nguyên đơn là bà Carol, thì bà cho rằng đây là một chiến thắng mà bà công lý đã thuộc về những người thấp cổ bé miệng như bà. Vâng, có lẽ là tại ông Trump lại tuyên bố sẽ ra tranh cử vào năm tới, cho nên là nhiều nạn nhân bắt đầu phải tung ra những cái cáo buộc như thế này để hại giảm uy tín và cũng để lại làm cho ông không còn nhiều thời gian tập trung vào cái quá trình vận động tranh cử. Vâng, và họ cũng hy vọng là biết đâu sẽ được bồi hoàn một ít tiền để mà im miệng đi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong khi đó thì trong cái thế giới công nghệ mà nhờ sự phát triển như vũ bão hiện nay, mà đặc biệt là sự ra đời của trí tuệ nhân tạo AI vừa qua thì có thể sẽ khiến rất nhiều người lao động trong chúng ta sẽ bị mất việc chỉ trong vòng vài năm tới. Và đây là cảnh báo của một chuyên gia hàng đầu về trí tuệ nhân tạo, đó là ông Ben Gozel, 56 tuổi, là một nhà nghiên cứu người Mỹ gốc Brazil, khi mà ông dự báo là cái trí tuệ nhân tạo có thể thay thế tới 80% số việc làm của con người trong những năm tới. Vâng, một tỷ lệ rất cao và điều đó cho thấy là trí tuệ nhân tạo có thể thay thế con người làm được hầu hết trong các loại việc hiện nay. Mà hiện nay là có công việc khó nhất là chuẩn đoán bệnh cho bệnh nhân, tức là công việc của bác sĩ thì cũng đang được đồn đoán là sẽ bị trí tuệ nhân tạo sớm thay thế. Và chuyên gia Ben Gozel này cũng là người sáng lập và là giám đốc điều hành của một nhóm nghiên cứu mà hiện nay cũng đang tìm cách để xây dựng một cái trí tuệ tổng quát nhân tạo là AGI, tức là trí tuệ còn cao cấp hơn cả AI, với khả năng mà có cái sự nhận thức tương tự như con người. Ông mặc dù thừa nhận là vẫn cần phải có những cái bước nhảy vọt trong quá trình đào tạo và lập trình để máy móc có thể thông minh như con người, tức là thay con người làm việc. Nhưng mà ông dự báo với tốc độ phát triển công nghệ như hiện nay thì có thể chỉ mất vài năm nữa chứ không cần phải chờ tới vài thập kỷ để có thể đạt được những mục tiêu như vậy. Trong khi đó thì tại Singapore, chính quyền nước này đang rất là đau đầu vì tình trạng giá cả nhà thuê đã tăng vọt trong năm vừa qua ở mức là 70%. Và sự gia tăng này nếu mà chúng ta so sánh với sự gia tăng giá cả nhà thuê tại nước Úc ở mức trung bình 15%, thì rõ ràng con số 70% trong một năm là một cái con số rất là cao. Và trước bối cảnh này thì Singapore cũng đã trở thành một trong những cái thị trường thuê nhà có thể cạnh tranh hoặc là có thể nói là
đắt đỏ hơn so với cả thị trường tại New York. Và trong bối cảnh này thì chính phủ Singapore cũng phải đưa ra một cái biện pháp với hy vọng là ngăn chặn cái sự gia tăng, đó là gia tăng mức thuế đánh vào người nước ngoài khi người nước ngoài mua nhà tại Singapore. Trước đây mức thuế được áp dụng là 30% và so với nước Úc của chúng ta mức thuế được áp dụng là khoảng 8-10% mà thôi. Nhưng mà nay tại Singapore, người nước ngoài mua nhà cần phải đóng thuế lên đến 60%. Mà lý do, theo lời các chuyên gia, là bởi vì trong đại dịch vừa qua, khi mà Trung Quốc phong tỏa rất là khắc nghiệt, thì giới siêu giàu của Trung Quốc đã lần lượt di dân đến Singapore và tất nhiên là họ đã không ngại chi tiêu trong rất nhiều lĩnh vực, kể cả những cái chi phí từ nhà ở, xe cộ cho đến chi phí hội viên của những cái câu lạc bộ đánh golf đều đã gia tăng rất đáng kể. Và người dân ở Singapore hiện nay đang cảm thấy khá là thất vọng khi với sự điều hành của chính phủ, và sự gia tăng giá nhà thuê như thế này cũng có thể sẽ ảnh hưởng đến tương lai chính trị của các chính trị gia trong cuộc bầu cử sắp tới. Vâng, thông tin này có lẽ khiến rất nhiều người đang phàn nàn về việc mà giá nhà thuê gia tăng ở Úc Châu là cảm thấy phần nào an ủi, bởi vì vẫn chưa là gì so với Singapore. Còn thưa quý vị và các bạn, ở Thái Lan thì sẽ có cuộc bầu cử quốc hội vào chủ nhật này, tức là ngày 14 tháng 5, và hiện nay công việc bỏ phiếu sớm cũng đã được tiến hành. Và theo giới phân tích thì đây có thể là dấu chấm hết cho quyền lực của Thủ tướng đương nhiệm là ông Prayut Chan-o-cha, chiếc ghế mà ông đã nắm giữ suốt 9 năm qua. Vị tướng này là được bổ nhiệm là người đứng đầu chính phủ của Thái Lan sau khi mà chính quyền quân sự và lên nắm quyền vào năm 2014. Và trong cuộc đua vào các ghế của Quốc hội Thái Lan hiện nay thì đảng đối lập lớn nhất là đảng Phiêu Thái thì hiện nay đang dẫn đầu. Và đảng này cũng chính là đảng của cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra khi mà ông nắm giữ chức thủ tướng kể từ năm 2001 đến năm 2006. Và sau đó là đến em gái ông là bà Dinh Lắc cũng đã trở thành thủ tướng kể từ năm 2011 đến 2014 khi mà quân đội lên nắm quyền. Giờ đây thì ứng cử viên sáng giá cho chức thủ tướng của đảng Phiêu Thái lại là Pethongtan Sinawatra, tức là con gái của cựu thủ tướng Thaksin. Và năm nay bà 36 tuổi và bà cũng đã vận động tranh cử hết sức nhiệt tình khi mà cũng đang mang bầu rất lớn. Và vừa có thì bà cũng đã hạ sinh một bé trai. Và kính thưa quý vị, cũng thông tin từ Thái Lan cho thấy là cựu thủ tướng Thaksin, người đã lưu vong hơn 17 năm qua kể từ năm 2008, vừa tuyên bố là ông có thể sẽ trở về Thái Lan vào tháng 7 năm nay. Và thông tin này đưa ra khi mà người dân Thái Lan cho rằng là trong cuộc bầu cử vào ngày Chủ nhật thì có lẽ là con gái của ông có cơ hội chiến thắng rất lớn, và vì vậy ông đã đưa ra lời tuyên bố là sẽ trở về quê hương của mình trong thời gian sắp tới. Còn tại Pakistan, kính thưa quý vị, cựu thủ tướng Imran Khan vừa bị lực lượng bán quân sự bắt giữ và đã áp giải đến tòa với hàng loạt những cáo buộc về tham nhũng. Vụ bắt giữ này đã xảy ra khi ông Khan đã đến tòa án để nộp một số hồ sơ, và khi đó thì ông đã bị lực lượng bán quân sự đưa lên một chiếc xe và đã đem ông đi một cái nơi nào đó. Trước đó thì lực lượng an ninh cũng đã từng tìm cách bắt giữ cựu thủ tướng Khan ở quê nhà, nhưng mà sự việc này đã không thể nào diễn ra một cách suôn sẻ bởi vì hàng loạt những cuộc biểu tình đã xảy ra giữa những người chống đối và những người ủng hộ ông. Và với cáo buộc tham nhũng này thì đây chỉ là một trong số 100 cáo buộc tham nhũng mà ông Khan đang bị truy tố, và cũng có thể đó là nguyên nhân mà ông đã bị lật đổ vào năm ngoái tháng 4. Trước đó thì ông đang đảm nhiệm một cái nhiệm kỳ 5 năm thủ tướng. Và một trong những cái tham nhũng mà chúng ta có thể biết nhiều nhất đó là vào thời điểm cuối năm 2022, cựu thủ tướng Imran đã bán trái phép rất là nhiều những cái hiện vật từng được Thái tử Saudi Arabia tặng cho nhà nước Pakistan, và những cái món hàng này đã được bán với khoảng 2 triệu Mỹ Kim. Tuy nhiên tiền đã không đưa vào ngân quỹ quốc gia, và đó chỉ là một trong số hàng trăm vụ tham nhũng mà ông đã tham gia trong suốt thời gian nắm quyền 5 năm vừa qua.
Vâng, còn thưa quý vị và các bạn, về tình trạng nghèo đói trên toàn cầu thì một báo cáo mới nhất vừa mới công bố cho thấy là có tới là 258 triệu người ở 58 quốc gia đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực cấp tính vào năm ngoái do xung đột, biến đổi khí hậu hay là ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và chiến tranh ở Ukraine. Và đây là mức tăng rất mạnh tới 34% so với năm trước đó là chỉ có 193 triệu người lâm vào cảnh nghèo đói. Và trong số 58 quốc gia này thì có 7 quốc gia bị trầm trọng nhất với người dân phải đối mặt với nạn đói và cái chết. Và đây là những quốc gia chủ yếu ở châu Phi. Mất an ninh lương thực cấp tính thì được các cái tổ chức lương thực thế giới cho rằng là một cái thuật ngữ đề cập đến những cái gia đình mà thực sự đang phải vật lộn để sinh tồn. Điều đó có nghĩa là những bậc cha mẹ hoàn toàn không tìm kiếm được thức ăn để cho con mình. Trong khi đó thì tại châu Á, làn sóng nhiệt vẫn tiếp tục tấn công vào rất là nhiều quốc gia với một cái sức nóng trên 40 độ C liên tục trong nhiều tuần lễ vừa qua. Nặng nề nhất đó là Lào, là quốc gia cũng đã chứng kiến nhiệt độ trên dưới 44 độ C. Và tại Việt Nam, như chúng tôi đã loan ngày hôm qua, ở Thanh Hóa nhiệt độ cũng đã trên mức 44 độ C, cao hơn mức đỉnh nhiệt trước đây là 43.7 độ C ở Hà Tĩnh. Tương tự ở Philippines thì nhiệt độ cũng đã trên mức 40 độ C đến mức độ mà học sinh đã phải tạm nghỉ học, trong khi nhiều việc làm bên ngoài công trường cũng không thể nào thực hiện được trong bối cảnh sóng nhiệt như hiện nay. Và ở Thái Lan thì cũng đã duy trì nhiệt độ trên dưới 40 độ C trong nhiều tuần lễ vừa qua. Ngoài ra thì khi mà trời hạn hán nóng bức thì lại không có mưa, và đó cũng là tình trạng mà Malaysia đang phải đón nhận với lượng mưa thấp hơn gần 40% so với những năm trước đây. Điều không may là bởi vì Malaysia là quốc gia sản xuất dầu cọ lớn nhất trên thế giới, và với lượng mưa khiêm tốn này thì chắc chắn là cũng sẽ ảnh hưởng đến sản phẩm dầu cọ. Và một khi mà sản phẩm trở nên khan hiếm thì giá thành sẽ trở nên đắt đỏ. Và đó là bối cảnh mà các chuyên gia cho rằng không chỉ xảy ra vào thời điểm này, mà những quốc gia châu Á sẽ phải đối diện liên tục trong năm nay, là bởi vì thông thường những cái đợt sóng nhiệt như thế này chỉ xảy ra vào tháng 5 hoặc là tháng 6. Nhưng mà năm nay sóng nhiệt đã đến sớm hơn, có nghĩa là tháng 4. Điều này cũng không loại trừ khả năng là tiếp tục diễn ra những cái đợt nắng nóng nữa vào tháng 5, và có nghĩa là trong tháng này cũng như là trong tháng sắp tới. Và càng có nhiều những cái đợt sóng nhiệt như thế này thì mùa màng nông nghiệp càng giảm hạ và an ninh lương thực trên toàn thế giới lại càng bị đe dọa nhiều hơn. Vâng, thưa quý vị và các bạn, tình trạng nắng nóng hiện nay ở châu Á đang được cho là cái lời dự báo trước cho những cái khu vực ở khu vực Bắc Bán Cầu, mà hiện nay cũng đang chuẩn bị bước vào mùa hè thì cũng dự kiến sẽ chứng kiến những cái đợt nắng nóng lớn như vậy trong thời gian tới. Còn tại đất nước châu Phi là Kenya thì như chúng tôi cũng đã từng loan tin 1-2 tuần trước, là giới chức ở nước này cũng đã phát hiện những cái ngôi mộ tập thể vào tháng 4 được cho là của hơn 100 người theo một cái giáo phái Tin Lành nhịn ăn, với niềm tin rằng là việc nhịn ăn như vậy có thể được gặp Chúa. Vụ việc đã gây chấn động cộng đồng Thiên Chúa giáo ở quốc gia châu Phi này cũng như trên toàn thế giới. Nay những khám phá thêm mà các nhà điều tra công bố có lẽ còn gây chấn động hơn nữa. Đó là các nhà điều tra tại Kenya cho biết là họ đã phát hiện có dấu hiệu của tình trạng buôn bán nội tạng. Khi mà khám nghiệm tử thi trong những ngôi mộ tập thể này thì thấy có một số người đã bị mất nội tạng. Và những phát hiện mới này cũng đã được gửi lên tòa án ở thủ đô Nairobi, và lực lượng cảnh sát cáo buộc đây là những cái dấu hiệu của hành vi ép buộc thu hoạch nội tạng. Vâng, kính thưa quý vị, với những thông tin vừa rồi thì Kim Hoàng và Lily cũng xin tạm kết phần điểm báo thế giới của chúng tôi tối ngày hôm nay. Một lần nữa rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị. Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình điểm báo vào ngày mai, thứ năm. Vâng, Lily xin trân trọng kính chào.